tiếng máy của thằng Yamasu. Xin chào các anh chị đến với kênh của Đồ Nghề Tùy Chọn. Hôm nay sẽ làm một cái video giới thiệu cho các anh chị về một số dòng máy khoan đục bê tông mà sử dụng pin ha, đến từ ba hãng, đó là hãng Yamasu, hãng Tunsen và hãng Toto. Thì đây á, mỗi dòng sẽ có một cái ưu thế lợi thế khác nhau, nó khác nhau về giá nè, khác nhau về chất lượng tí xíu và khác nhau về cái sự đóng gói tiện dụng ha. Thì hôm nay sẽ làm một cái video này giới thiệu cho các anh chị luôn, và mọi người xem cái dòng máy nào phù hợp cho công việc của mình thì mình có thể mua nha. Thì đầu tiên như mọi người đã biết rồi, cái máy của Datong ha, cái máy của Datong này bán rất là nhiều luôn, có mã là GH2603BL. Thì đây á, Datong họ sẽ đóng thân máy trong một cái hộp như thế này, và máy thì chưa bao gồm pin. Giá của thân máy này á là 1.590.000. Thì khi mà mọi người đã có pin rồi á thì mọi người mua cái thân máy này thôi để chúng ta sử dụng ha. Thì đây là máy khoan ba chức năng, khoan đục ba chức năng, nó có chức năng khoan khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ, có chức năng khoan búa nè, và cái nữa là nó có thêm một cái chức năng đục để cho mình có thể là mình đục khi mà mình cần. Nhưng mà các anh chị lưu ý á, những cái dòng này á thì nó không có chuyên đục lắm, nên là mình đục trong những khi những cái điều kiện mà chúng ta cần làm đục cơ bản ít thôi thì chúng ta sử dụng những cái máy này. Còn mà thông thường thì nó sẽ dùng khoan nha. Thì những anh nào mà làm thợ điện lạnh, điện nước mà chúng ta mua cái bộ này để chúng ta khoan, thì chúng để dành mà khoan gút lõi đó, thì mình có thể là khoan cái bộ này hoặc là khoan bê tông tường chúng ta làm bộ này ha. Thì đây là một cái thân máy không, nó sẽ đóng hộp cho mình trong một cái hộp bằng giấy như thế này luôn. Thì một cái số thông số nè, là máy là sử dụng động cơ là không có chổi than, được bảo hành 6 tháng của hãng Datong. Nó có 3 chế độ, một là khoan thường, hai chế độ khoan có búa, chế độ xoay mũi và chế độ đục để cho chúng ta làm. Rồi cái máy này bán rất là nhiều ha, hết hàng cũng rất là lâu và giờ mới có hàng lại thì làm video chia sẻ cho các anh chị luôn. Thì trong ba cái phân khúc này, mình thấy phân khúc nào thích hợp thì mình mua. Rồi đối với những cái máy này á, riêng cái máy của Datong này, máy được bảo hành 6 tháng ha. Đây, máy của Datong nó sẽ như thế này, đóng gói như thế này cho mình luôn, nhỏ gọn cho mình. Một cái tay cầm, một cái cử thước để chúng ta đo chiều, và đây là cái thân máy. Máy sử dụng động cơ không có chổi than nha. Thông số máy thì sẽ được ghi ngoài sau này đó. Rồi chúng ta khoan mà tường á thì chúng ta sử dụng mũi đuôi gài nè, từ phi 4 đến phi 26. Còn mình khoan sắt á là mình khoan được tối đa là mũi 13 ly, và mình khoan gỗ thì tối đa là được 30 ly nha. Rồi mình đục thì mình cũng vậy, đục là mình sử dụng chui gài hết luôn nha. Đây là cái máy nè. Và để cái máy này nó phát huy hết được công suất của nó thì Datong hiện tại giờ nó có rất là nhiều cái dòng pin. Mà để mà phát huy hết được cái công suất của cái máy này thì mọi người nên mua những cái dòng pin gọi là pin plus hoặc là pin EV, là những cái dòng pin mà có cái độ dòng xả cao. Ví dụ như mọi người mua một cái thân máy này ha, 1.590.000, mọi người mua cái pin LED này nè là thêm 900.000 nữa, thì mọi người sẽ có một cái máy, một pin, một sạc cho mình luôn. Thì đâu đó nó tầm khoảng 2.490.000 ha, là một máy, một pin, một sạc. Đây, đó là cái dòng của Datong bán rất là nhiều, mọi người cũng đã, anh chị đã biết được cái máy này rồi ha, nó có thương hiệu rất là nhiều để anh chị mua. Đó, mình không gài là mình mua làm điện nước là mình có mấy cái máy cầm tay rồi đó. Thì nếu mà chuyên cút lỗi nhiều thì chơi cái con này cho nó khỏe ha. Đây, 1.590.000 hỗ trợ trả góp cho mình luôn nha. Hỗ trợ trả góp thì mọi người chỉ cần trả có 530.000 thôi, mọi người lấy cái máy này về rồi. Rồi, đó là đầu tiên là của dòng Datong. Cái dòng thứ hai á, muốn giới thiệu cho các anh chị đó là cái dòng của Yamasu. Cái máy này cũng rất là nhiều người lựa chọn luôn, tại vì á, nó tiện dụng và nó cũng rẻ nha. Nó bao gồm pin sẵn hết cho mình rồi, một máy, hai pin, một sạc luôn, và được kèm trong vali này như thế này luôn. Nhưng mà cái máy này nè, nó sẽ khác cái máy của Datong một tí xíu, là cái máy này nó chỉ có hai chức năng thôi, cả đều là động cơ không có chỗ than hết luôn. Và cái máy này nè là nó sử dụng chân pin, là chân pin của Yamasu, nhưng mà cái máy này nó sẽ có đính kèm thêm cho mình một cái chân pin chuyển phổ thông qua chân pin của Makita, nghĩa là mình xài chung với chân pin của Datong đều được hết đó. Thì sau này các hãng đều có chân pin riêng hết rồi, nhưng mà tại vì do Makita nó phổ thông quá nên là các hãng đều có sử dụng thêm một cái đế chuyển cho mình rồi ha. Đây, đựng trong vali như thế này nè. Cái máy này rẻ lắm, mà so với cái máy Datong hồi nãy thì một máy, một pin, một sạc thì mọi người mua là đâu đó là 2.490.000. Còn cái máy này nè, một máy, hai pin, một sạc, đựng trong cái vali này luôn ha. Máy chỉ có là 2.890.000 thôi. Đây, toàn bộ đóng như thơ máy thế này. Mình sẽ có hai viên pin Yamasu, một sạc, một cái tay cầm trợ lực và một cái cử. Rồi, đây là thân máy của nó ha. Rồi mình sẽ thử một hồi, mình sẽ thử ba cái dòng máy này cho mọi người nghe thử cái tiếng máy của ba dòng máy này như thế nào luôn ha. Rồi, nói về sơ cái dòng máy của Yamasu này đi. Rồi thì nó cũng tương tự như cái dòng máy của hãng Datong thôi, nó cũng nhỏ gọn thế này luôn. Nó sử dụng chân pin riêng của Yamasu và nó có tặng kèm cho mình một cái đế chuyển để mà chúng ta sử dụng chân pin
của Đế Tông hoặc là chân pin của Makita. Pin Yamashu làm rất là đẹp nha, 4A 10 cell. Nó pin 20V gắn vào mình sử dụng. Trên đây mình gắn được thêm cái tay cầm nếu mà mình thử mình không có gắn nha. Đây. Máy cực kỳ mạnh luôn, nó sẽ có chức năng khoan và chức năng khoan có búa và chức năng khoan không búa, không có chức năng đục nha. Cái máy này sẽ không có chức năng đục. Tại vì Yamashu họ xác định đó là những cái máy này là chuyên khoan bê tông thôi. Khoan tường, khoan bê tông thì nó họ không có chuyên về đục, nên là họ muốn đục thì họ có một cái máy riêng để dành cho đục thì nó sẽ tối ưu hóa công suất hơn. Nên là họ chỉ thiết kế cái dòng này là hai chức năng thôi ha. Đó, nhưng mà máy rất là mạnh. Đó, máy rất là mạnh. Thì cái máy này 2.890.000 làm một máy, hai pin, một sạc. Thì so với cái phân khúc này á thì Yamashu là tương đối rất là rẻ nha. Rất là rẻ luôn, máy được bảo hành 6 tháng cho mọi người. Thì thông số kỹ thuật tương tự, sử dụng mũi chua gài giống như là của hãng Đế Tông thôi, giống gần như nhau. Nó gần như nhau ha, nhưng mà chỉ khác một cái là chân pin của Yamashu và tặng kèm một cái đế chuyển. Cái thứ hai nữa là nó chỉ có hai chức năng khoan thường và chức năng khoan có búa, không có chức năng đục nha. Đó là máy của Yamashu, 2.890.000. Một máy, hai pin, một sạc. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Tiếp tục theo á là mình sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái bộ này của Toto. Thì nó cũng rẻ và cũng rất là nhiều người đã mua cái bộ này sử dụng luôn ha. Nếu mà mình cảm thấy mình mua nhiều đồ thì mình nên mua cái bộ Toto này. Bộ Toto này thì bao gồm một cái combo như vậy, là một cái máy khoan đục ba chức năng. Cái máy của Toto nó to hơn nhiều nha, nó to hơn nhiều so với cái máy của Đế Tông và to hơn nhiều so với cái máy của Yamashu, và nó đã khẳng định được cái thương hiệu của nó đã từ lâu rồi. Mọi người đã biết hãng Toto đã từ lâu rồi, rất là nhiều năm nay rồi ha, một thương hiệu lâu đời trong ngành dụng cụ cầm tay này. Thì cái máy này nè, vừa khoan búa, khoan tường và chức năng có đục, thì đục con này rất là mạnh. Nó hơn hẳn những con khác là nó đục con này rất là mạnh, nghĩa là nó chảy đều luôn, công suất nó đều luôn ha. Một máy như thế này, trong cái bộ này nó sẽ kèm cho mình một cái máy bắn vít nữa nè. Cái bộ này bán rất là nhiều, kèm một máy cắt cầm tay, kèm cho mình thêm hai viên pin 4A 10 cell của hãng Toto và một cục sạc ha, và một cục sạc nha. Kèm trong này nữa thì nó sẽ cho mình là 10 cái đĩa cắt, ba cái mũi khoan, một cái mũi đục, nó rất là nhiều luôn. Và nguyên bộ như thế này nè, được hãng Toto là miễn phí vận chuyển cho các anh chị ha. Máy này số lượng đang có chương trình nên là sẽ được miễn phí vận chuyển. Và cái bộ này có giá rất là rẻ, 3.490.000, hỗ trợ trả góp và miễn phí vận chuyển luôn. Thì đây là một trong những cái bộ mà Toto và bên mình bán rất là nhiều luôn ha. Thì chương trình này á, là đợt trước là mình bên đồng nghề có thể chọn làm rất là nhiều video rồi, tại mình ôm hàng cái sản phẩm này rất là nhiều. Khi mà có khuyến mãi á, mình mua hàng rất là nhiều để mình giữ hàng lại mình bán cho các anh chị. Thì ba máy, hai pin, một sạc đựng trong một cái thùng như vậy đó, tặng kèm thêm một số linh kiện nữa, mà giá chỉ có 3.450.000 thôi. Thì mình tính ra nè, mình tính ra mình mua một máy, hai pin ha, mình coi như mình được tặng thêm cái này, ví dụ như vậy, gần như vậy ha, nó gần như vậy, nó bù thêm tí xíu thôi. Tại những cái phụ kiện linh tinh kèm theo đâu đó nó khoảng 100-200 ngàn rồi. Thì như cái máy này so với ba cái máy Yamashu thì coi như cái máy, cái bộ này là rẻ nhất nha, cái bộ này là rẻ nhất hiện tại bây giờ rồi. Nhưng mà giới thiệu là phụ thôi, mình sẽ so sánh cho các chị là ba cái máy này, ba cái dòng máy ha. Trong cái video này thì đã có báo giá hết rồi đó, anh chị có thể là coi để mà biết được giá nó bao nhiêu. Thì ba cái dòng máy này thì mình sẽ so sánh cho các anh chị luôn, nó khác nhau và như thế nào luôn. Rồi nè, về cái ngoại hình là mình cũng thấy Yamashu thì nó tương đồng với Đế Tông ha, chiều dài chiều cao nó cũng tương đồng. Còn Toto thì các anh chị thấy chiều cao thì tương đồng nhưng mà chiều dài á, đâu đó nó dài hơn tầm khoảng gần 7cm đến 8cm ha. Nó nặng hơn nhiều, nó nặng hơn, công suất nó tốt hơn. Công suất của máy Toto này là 5.000 vòng một phút ha. Cái công suất của máy Yamashu là chỉ có 4.400 thôi. Và công suất của Đế Tông này thì chỉ có là 1.400 thôi ha. Mỗi cái dòng nó sẽ công suất khác nhau, nó chuyên khác nhau luôn. Yamashu thì chỉ có chuyên là khoan và khoan búa. Đế Tông nhỏ gọn thế này, ba chức năng, nhưng mà chức năng nó có kèm chức năng khoan, khoan búa và chức năng đục, thì đục nó cũng không chuyên nha. Còn con Toto để mà hài hòa nhất thì vẫn là nó ha, vẫn là Toto. Bự thế này vừa khoan được, vừa đục được. Nó khoan túa, khoan tường được luôn. Nó ba máy khác nhau thế này. Rồi bây giờ mình nghe tiếng nha. Mình nghe tiếng thử. Hai con này như nhau thôi, hai con này như nhau, mình sẽ thử hai tiếng hai con này ha. Bây giờ mình đang chỉnh chế độ là có búa. Và bên đây mình cũng sẽ chỉnh chế độ là sẽ có búa luôn.
Cái tiếng của Yamaesu á, nghe nó ấm hơn, nó đậm hơn và nghe nó khỏe hơn nha. Đây nó thiết kế là có hai chức năng thôi, nên nó tập trung luôn cho chức năng là khoan và chức năng có búa. Còn đất tông thì nó đa dụng nên là mọi thứ sẽ giảm tới xíu so với những cái tính năng khác của thằng này. Rồi bây giờ mình sẽ bật qua chức năng gọi là không có búa nè. Không búa nha. Tiếng máy của thằng Yamaesu. Tiếng máy của đất tông. Cảm giác như nó hơi xé hơn ha. Đất tông hơi xé hơn, Yamaesu thì nghe tiếng ấm hơn. Nhưng mà mọi người tùy nhu cầu nha. Cái máy nào cũng được bảo hành 6 tháng chính hãng hết. Cái máy nào nó cũng là tốt so với tầm phân khúc giá nó hết. Nhưng mà tùy cái nhu cầu của mình thôi. Mình cần nhỏ gọn mà mình đem đi, thỉnh thoảng mình có đục thì mình mua cái đất tông. Còn mà mình đã có máy đục riêng ở ngoài rồi, mình mua khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường hay khoan bê tông thì mình mua cái máy Yamaesu. Còn mà anh chị nào mà chinh chiến mà thường xuyên thì mua cái máy Toto này. Mọi người nghe cái máy Toto nha. Đây là chức năng khoan thượng nè. Tiếng ấm hơn và nó mạnh hơn so với những cái con kia. Và bây giờ chuyển qua chế độ là khoan có búa. So sánh với Yamaesu nha. Đây, so sánh với Yamaesu chế độ có búa nè. Toto nghe ấm hơn. Nhưng mà về cảm giác cái độ mạnh nó cũng không mạnh bằng cái con Yamaesu này. Còn chức năng đục nó thì đục cảm giác cũng tê tai luôn á ha. Đục cảm giác cũng tê tai luôn. Đó thì đó ba chức năng này. Cái con này là đa năng nhất, rẻ nhất. Nếu mà mọi người mua cái combo này là rẻ nhất. Còn nếu mà anh chị mà mua cái bộ như thế này không á, một máy hai pin một sạc á, thì đâu đó nó cũng khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu rồi. Mà mình mua nguyên combo ba máy hai pin một sạc đặng kèm một số phụ kiện á, thì nó chỉ có là 3.490.000 thôi. Rồi, cái máy Yamaesu này thì có 2.890.000 một máy hai pin một sạc, chân pin Yamaesu nha, tặng kèm thêm chân pin đế chuyển phổ thông cho mình. Và cái máy của đất tông này ha, thân máy là 1.590.000. Mọi người mua kèm pin, tùy mọi người có pin rồi thì mọi người không mua, nó sử dụng chân pin phổ thông nên rất là thông dụng. Rồi tất cả những sản phẩm này á đều được hỗ trợ trả góp tại Đồ Nghề Tự Chọn hết luôn. Riêng sản phẩm Yamaesu nè, sản phẩm của Toto này nè, hai sản phẩm này được hãng hỗ trợ là miễn phí vận chuyển toàn quốc nha. Các chị, đất tông là chưa có, đất tông là chưa có nha, lưu ý giùm em. Rồi, nếu mọi người có thông tin thắc mắc gì á, mọi người xem cái đường link mô tả sản phẩm bên dưới và có thể là nhắn tin vào số Zalo bên này để mà nhân viên của Đồ Nghề Tự Chọn tư vấn các anh chị các dòng máy và hướng dẫn thủ tục trả góp luôn. Ngoài ra các anh chị nào ở khu vực miền Tây mình có nhu cầu nhập hàng đại lý nè của đất tông, Toto, Yamaesu, DCA, Tunsen hay là Waffle thì có thể là liên hệ Đồ Nghề Tự Chọn để có chính sách đại lý tốt nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo. Bye bye. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.